Kính thưa các đồng chí và các bạn, cùng với cử tri cả nước, sáng 23 tháng 5, 100% cử tri là cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc đi bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian này, công tác tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trật tự bầu cử được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Sáu giờ 30 phút ngày 23 tháng 5, tổ bầu cử số 7 phường 9 thành phố Mỹ Tho đặt tại trung tâm công an tỉnh đã khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí đại tá Nguyễn Văn Nhật, giám đốc công an tỉnh dự lễ và đã bỏ phiếu đầu tiên, sau đó là các đồng chí trong ban giám đốc và cán bộ chiến sĩ lần lượt bỏ phiếu. Do có sự chuẩn bị chu đáo từ trước nên công tác tổ chức bầu cử đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Đặc biệt, công tác đảm bảo phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc. 100% cán bộ chiến sĩ tham gia bầu cử đều đeo khẩu trang y tế, khử khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách. Cũng vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5, đơn vị bầu cử số 8, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho đặt tại khu cảnh sát điều tra công an tỉnh. Đồng chí đại tá Nguyễn Văn Lộc, phó giám đốc công an tỉnh dự lễ khai mạc và bỏ phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Song song với phục vụ tổ chức bầu cử, luân phiên thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri, cán bộ chiến sĩ các cấp trong toàn lực lượng công an Tiền Giang nêu cao quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Xác định cái nhiệm vụ bảo vệ bầu cử là công việc trọng tâm hàng đầu của năm 2021. Nên ngay từ đầu năm, Đảng ủy Ban giám đốc công an tỉnh cũng đã đưa vào các cái chương trình, kế hoạch, lịch công tác về cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phục vụ cho bầu cử. Chúng tôi cũng đã triển khai nhiều cái biện pháp, kế hoạch và là đã tổ chức đưa lực lượng xuống cơ sở để tham gia cái hỗ trợ cho cái công an cấp huyện. Trong công việc điều hành chỉ huy chỉ đạo thì Đảng ủy Ban giám đốc công an tỉnh cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, tiểu ban bảo vệ bầu cử của tỉnh có nhiều cái công văn lãnh đạo chỉ đạo, có nhiều cái phương án để mà điều hành thực hiện. Chúng tôi cũng đã phục vụ cho tiểu ban an ninh trật tự và y tế là tổ chức triển khai là các cái phương án, các cái lịch trình công tác, có tổ chức sơ kết thường xuyên và có lập 5 cái tổ kiểm tra thường xuyên đến cấp huyện, cấp xã và những ngày cổng bầu cử thì kiểm tra đến cấp cơ sở. Công tác phối hợp với cái lực lượng quân sự biên phòng luôn luôn là được tiến hành một cách rất là nghiêm túc, rất là chặt chẽ. Lực lượng công an Tiền Giang tỏ rõ ý chí quyết tâm, quyết liệt bảo vệ an toàn cho ngày bầu cử. Rồi chúng tôi cũng đã cử là 256 cán bộ chiến sĩ cùng với 11 chỉ huy cấp phòng xuống hỗ trợ cho công an cấp huyện để tổ chức thực hiện cái này. Rồi kiểm tra thấy rằng anh em nó hết sức là nghiêm túc, rất là chặt chẽ. Từng tổ bầu cử đều là có bố trí lực lượng công an để bảo vệ. 1.461 cái tổ bầu cử đều có lực lượng công an bảo vệ vòng trong, phối hợp tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài. Lực lượng công an cũng đã phát động 75 ngày đêm thi đua đặc biệt chào mừng ngày bầu cử. Đó là thể hiện ý chí quyết tâm thi đua lập công xuất sắc của lực lượng công an Tiền Giang. Sau lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử, đồng chí đại tá Nguyễn Văn Tảo, phó giám đốc công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh. Đồng chí phó giám đốc động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác trước các âm mưu chống phá, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về trật tự xã hội, quyết tâm bảo vệ an ninh, an toàn bầu cử. Trong những ngày trước khi diễn ra bầu cử, 5 đoàn kiểm tra của công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra chặt chẽ công tác đảm bảo an ninh trật tự bầu cử tại tất cả các địa phương. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai đồng bộ các giải pháp quy động tối đa lực lượng đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử, chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm và vi phạm, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội,
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ở các tuyến địa bàn mục tiêu trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tại các điểm bầu cử. Từ đó, kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến các hoạt động bầu cử. Ban giám đốc công an tỉnh chỉ huy các đơn vị công an địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ an ninh trật tự trên tất cả các địa bàn tại các tổ bầu cử. Kịp thời chỉ đạo công an phường xã chấn chỉnh những thiếu sót, đảm bảo 100% các điểm bầu cử trên địa bàn có lực lượng ứng trực trong hai ngày 22 và 23 tháng 5. Lực lượng công an huyện đã là tăng cường lực lượng xuống cơ sở. Đối với mỗi xã thì phân công một đồng chí là cán bộ và một đồng chí đảng ủy viên là phụ trách xã là xuyên suốt ở địa bàn để là theo dõi nắm tình hình, đảm bảo kịp thời những cái vấn đề phức tạp sẽ có thể xảy ra. Lực lượng của công an huyện phải phối hợp với là lực lượng bộ đội ở huyện và dân quân ở xã tăng cường tuần tra kiểm soát xuyên suốt, và công an xã với là lực lượng của dân quân của xã thì cũng là làm tốt công tác này. Tổ nhân dân tự quản, công an ấp và cái đội dân phòng thì đảm bảo là tuyệt đối với các cái điểm bầu cử, và chúng tôi sẽ đảm bảo đến khi là có kết quả bầu cử và sẽ bảo vệ cái việc di chuyển là kết quả bầu cử về từ ấp về xã và từ xã về huyện để đảm bảo tuyệt đối an toàn theo cái kế hoạch đã đề ra. Với quyết tâm chính trị cao nhất, lực lượng công an các cấp quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác bầu cử, nhất là tại cơ sở. Tôi cũng là được phân công là trưởng tiểu ban an ninh trật tự và phục vụ cho công tác bầu cử. Thì với vai trò này thì tôi cũng có tổ chức họp cái tiểu ban này thì phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đồng chí bảo vệ tốt cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra cũng có xây dựng cái phương án xử lý tình huống về an ninh trật tự khi có tình huống xảy ra. Thì với vai trò trách nhiệm của mình thì sẽ chỉ đạo lực lượng công an xã quyết tâm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Công tác bảo vệ bầu cử có sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của từng thành viên trong tổ bầu cử, của các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương. Bản thân cũng được phân công là tổ trưởng, rồi cũng là cố gắng để mà hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì cũng có truyền đạt lại anh em để mà hỗ trợ trong cái vấn đề công tác bầu cử. Bên cạnh đó thì tổ cũng đã phân công là ba cái thành viên để mà giữ gìn cái trật tự, thì cũng vận động gia đình quần chúng để mà chấp hành các cái chủ trương cái nước trong cái thời Covid-19 này. Chính nhờ sự triển khai quyết liệt các biện pháp cùng với sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các lực lượng đã đảm bảo an ninh an toàn bầu cử. Kính thưa các đồng chí và các bạn, bầu cử năm 2021 có điểm khác hơn những nhiệm kỳ trước, đó là việc bầu cử của cử tri đang phải thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19. Sáng 23 tháng 5, để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm cử tri của 195 công dân đang thực hiện cách ly, thùng phiếu phụ đã được đưa vào khu cách ly tại tiểu đoàn ấp Bắc, xã Long Đình, huyện Châu Thành. Công tác chuẩn bị bầu cử nơi đây được thực hiện chu đáo với các phương án biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh điểm bầu cử, đảm bảo cho công dân thực hiện cách ly và những người phục vụ cách ly vừa tham gia bỏ phiếu an toàn, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Ngoài ra còn có một số đối tượng cử tri đặc biệt khác cũng trên địa bàn huyện Châu Thành. Thùng phiếu phụ được đưa đến cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tại xã Tam Hiệp. Do tính chất đặc thù môi trường đặc biệt, các cử tri cũng đặc biệt hơn, nên công tác đảm bảo an ninh trật tự được chuẩn bị chu đáo từ nhiều hôm trước. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phối hợp nhân viên cơ sở cai nghiện đảm bảo an ninh trật tự tại hai khu vực học viên tham gia bầu cử, vừa đảm bảo quyền lợi công dân cho học viên, vừa ngăn ngừa tình trạng học viên gây mất an ninh trật tự hay bỏ trốn. Tại các nhà tạm giữ ở các địa phương, trại tạm giam công an tỉnh, các tổ bầu cử đã đưa thùng phiếu phụ đến để những người đang bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền công dân, vừa đảm bảo an ninh, an toàn, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 cho cử tri và cán bộ chiến sĩ. Trước đó, tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam đã tổ chức tuyên truyền phổ biến quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho những người bị tạm giữ, tạm giam. Cung cấp thông tin, tạo điều kiện để người bị tạm giam, tạm giữ tìm hiểu thông tin về ứng cử viên.
với tinh thần chủ động phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa các lực lượng. Sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và của toàn dân đã đảm bảo an ninh an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kính thưa các đồng chí và các bạn, vừa rồi là những thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời lượng còn lại của chương trình, chúng tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn một số thông tin về công tác tấn công tội phạm và vi phạm pháp luật. Đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ, sinh năm 1994, cư trú phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, đang bị công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tạm giam để điều tra làm rõ xử lý về hành vi trộm tài sản. Vào đêm 17 tháng 2, Vũ đến ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, lẻn vào nhà dân trộm một số tài sản trị giá khoảng 64 triệu đồng. Sau đó bị công an huyện Cái Bè bắt giữ, thu hồi một xe mô tô, một đồng hồ đeo tay và 2 triệu đồng. Đối tượng Đặng Văn Minh, sinh năm 1964, cư trú xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, đang bị công an thành phố Mỹ Tho tạm giam vì hành vi trộm cắp tài sản. Rạng sáng 6 tháng 5, Minh cậy khóa cửa đột nhập vào một công ty bảo hiểm trên đường Hùng Dương, ấp 1, xã Đào Thạnh, thành phố Mỹ Tho, trộm một số tài sản. Trên đường tẩu thoát, Minh bị tổ tuần tra của công an xã Đào Thạnh phát hiện bắt giữ cùng tang vật là 2 laptop. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang thụ lý vụ án giết người xảy ra tại quán Bia Tô trên địa bàn xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Cuối tháng 10 năm 2020, do mâu thuẫn phát sinh trong quán, Võ Tuấn Vũ, tự là Bo, sinh năm 1993, cư trú xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, đã cùng một nhóm đối tượng sử dụng dao tự chế, chém một người đàn ông trong quán trọng thương. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Võ Tuấn Vũ, đồng thời truy tìm 6 đối tượng có liên quan gồm Võ Minh Tâm, sinh năm 1998, Võ Minh Trí, sinh năm 2000, Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 2003, Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1963, Võ Thị Thu Thanh, sinh năm 1990 và Lương Hiếu Hòa, sinh năm 1985, cùng ngụ thành phố Mỹ Tho. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin về các đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra. Số điện thoại điều tra viên Cao Long Thành 0962403959. Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình truyền hình An ninh Tiền Giang kỳ này đến đây là hết. Chân thành cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Kính chào, tạm biệt.